Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú. Buổi sáng ở mộ của chú cũng lên, bà con về rất là đông rồi cô chú anh chị. Ngoại, ngoại về khỏe nha ngoại. À, con chào ngoại, chúc ngoại thật là nhiều sức khỏe nha ngoại. Con chào cô chú. Cô, bữa nay cô chú có dịp đi lên à, đi đưa thăm... bà cô đi xuống đi thiêu dạ, ghé qua thăm dạ. Nghe từ lâu biểu vô chiêm ngưỡng coi thử đó mà dạ chiêm ngưỡng à, đẹp gì lạ thì mình sẽ cho mình coi dạ. Cô chú ở gần đây không? Bình Long, Bình Phước. Dạ, Bình Long, Bình Phước. Quá trời đông luôn. Đây là đám tang của ai chú? Đám tang của bà ở đây là bác. Dạ. Bác ruột của hả cô? Dạ. Coi dạ. 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 Đây coi dạ. Dạ. Tối ngày luôn hả? Dạ từ sáng tới chiều rồi chú. Dạ, dạ. Xong rồi tụi con về. Dạ. 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 Dạ con chúc cô chú hoặc là nhiều sức khỏe. Được vô đây là quý lắm rồi. Dạ. Cảm ơn mấy cô mấy chị nha. Đẹp quá trời đẹp rồi. Dạ con chào cô nha cô. Con chào cô. Dạ con chào cô chú, chào mấy chị. Dạ cô Thanh Kim Huệ á chú. Thanh Kim Huệ con chết à. Dạ. Ờ em chào hai chị. Chúc hai chị nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ là cô chú với quý chị là lên xe về cô chú anh chị Bình Long Bình Phước ha. Xe 50 chỗ luôn. Rồi chào bà con nghe, chúc bà con. Rồi con chào cô chú nha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Bà cô chú nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hiền Tiên nha cô chú. Cô chú về bảo kênh Bùi Hải Vlog của anh em nha. Cô chú về nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hiện Tiên Vlog nha cô chú. Oh, bà ngoại nè cô chú anh chị ơi. Bà ngoại 90 mấy tuổi rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay ngoại lên một cậu, ngoại vui không ngoại? Vui. Chào ngoại nha ngoại. Ngoại ở Kiên Giang phải không ngoại? Trời ơi. Kiên Giang mà ở dưới giáp với Cà Mau á. Dạ. Ngoại ở Ngò Quao không ngoại? Không có. Giáp Cà Mau. Cà Mau. Cà Mau. Giáp đi Cà Mau. Giáp với Cà Mau. Con nghe nói rồi tối nay bà ngoại ngủ không được hả ngoại? Ngoại nói nghe lên xong cậu Năm Vũ Linh ngoại ngủ không được hả? Sao vậy ngoại? Ngoại nôn không ngoại? Giáp lên cho mấy lần thôi. Dạ. Vậy là lần đầu tiên ngoại lên luôn. Ngoại ngoại lên lần này là về cậu Năm độ cho ngoại sống hơn 100 tuổi luôn. Bây giờ là ngoại 96 rồi. Chừng nào ngoại về quê lại ngoại? Chục tuổi nữa. Chừng nào ngoại về quê lại ngoại? Dạ, mai. Mai ngoại về ha. Ngoại ngoại cái lỗ tai của ngoại dài quá. Ngoại ở phía sau cũng có hình đó đó ngoại. Ở phía sau cũng có hình. Hồi nãy em nghe có anh nào nói nổi da gà. Là cháu của ngoại luôn ha. Dạ. Bà ngoại có chụp hình với cậu không? Đó nè. Ủa là anh là sao với à, đúng rồi, đúng rồi, ngoại đứng vậy đó. Cháu rồi. Là cháu cố luôn không chị? Cháu ruột, đây là cháu cố. Dạ, trời cháu cố của ngoại nè. Mới có mấy gần 7 tháng à. 7 tháng. Chừng quá à. 7 tháng. Hồi nãy vô đây còn ngủ hả chị? Còn ngủ. Hồi nãy vô đây còn ngủ. Cần cái này. Cần cái này. Chụp hình nè. Bé trai hả chị? Trai. Ồ, cưng quá. Nhìn dữ. Trời ơi, nhìn không chớp mắt luôn kìa. Cưng chưa? Biết cái gì? Mấy lạ quá kìa, có thấy lạ quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hầu ở nhau mày đó kìa. Cháu cố của bà ngoại nha. Dạ, bà cố. Bà ngoại. Đứng ở dưới. Đứng dụng đây nè, dọn ra dụng ra đây nè. Quá trời người đông quá hả? Bà ngoại chụp hình tư ngoại chụp chưa? Hình à, bà ngoại ẵm cháu cố chụp hình đi. Bà yếu sao thằng này nó bồng.
À, kế bên luôn, đứng kế bên luôn chị, cho chụp hình với bà cố. Nếu mà cố này là lên thăm mộ chú rồi về là ngủ ngon nha. Bông nhỏ vô luôn. Tối qua là không ngủ được. Bữa nay về là ngủ ngon rồi hả ngoại? Ngoại ơi, tối nay về mình ngủ ngon á ngoại. Trời ơi, bà ngoại mắt sụp. Mắt sụp mí luôn. 96 rồi. À, 96 tuổi. Trời, bà ngoại mẹ mắt hết trơn đó, còn mình lên bà ngoại đó. Chung nha. Ngoại. Thầy mới đẹp nè. Bơi. Bé bôi nhà con bé gơ không nè. Ngoại ơi, ngoại nhìn đây nè ngoại. Rồi nhìn thì nó không biết cái gì hết trơn, mấy người này làm gì mà chỉ vô mặt sao không biết. Tao biết tao mới nhìn nó, tao thấy lạ, tao nhìn nó sao không biết được. Chẳng qua tao không nói thôi đúng không con? Trời ơi, cưng ghê chưa. Trời ơi, nhìn thấy đã ghê chưa. Thấy đã không? Đã. Hay là mình sắm thêm đứa nữa đi. Thôi được rồi ha. Một đứa giờ đi đánh chen không được nữa, giờ kêu sắm đứa nữa. Bà nói sắm, giờ sắm thêm đứa nữa rồi đi đánh chen không được. Đứa mà giờ đang bận thi nữa, giờ kêu thêm đứa nữa là coi như khỏi đi luôn. Trời ơi, thấy kinh quá đi hả. Ở nhìn kìa, lạ quá trời luôn. Lạ quá trời, nó không biết cái gì mà chỉ vô mặt nó tùm lum hết trơn á. Thấy không? Hồi nãy anh vô anh ngủ mà thấy vô ngủ rồi. Nãy vô ngủ mình thấy đầu bị chiếu liếm một đường. Ê, cái này là đứa thứ mấy của chị? Chị mới đứa đầu tiên, nhỏ đó là nhỏ em. Dạ. Nó nhìn dòm quá trời dòm luôn rồi đó. Dòm quá trời dòm luôn. Lạ quá đúng rồi. Nói gì Minh kìa, đi theo bà ngoại kìa. Chào anh thắp hương nghe chú chứ anh. Nãy nghe anh nói sao ngồi đó vậy trời. Nãy nghe anh nói anh bị nổi da gà hả? Không ngờ có vô. Đi kìa, đi chợ mới đi thăm hết trơn coi. Mới đòi đi thăm tùm lum hết trơn. Cô chú anh chị buổi sáng ha, có khán giả từ Kiên Giang về viếng gia đình luôn cô chú anh chị. Đại gia đình luôn ha. Hôm nay là chú Mai Văn Tú. Chú Tân Sang bên kia nữa kìa. Anh đi từ Nghệ An mà vô tới Trần Nam, từ Bắc vào Nam là Will. À, nếu mà đi mà từ Nghệ An mà vô tới Sài Gòn đây là chắc là Will khục mệt á. Mệt á hả? Đi bộ mệt á. Thầy đã đang đi hướng Nam cho bà con, tức là thầy đi từ Nghệ An vào. Không, mà em nghĩ thầy chắc không có mệt đâu. Có mấy ảnh mệt thôi. Thầy đi 4 năm rồi, thầy đâu có than mệt. Tại vì thầy là thầy ngủ ngồi nữa mà. Từ Bắc vào Nam là thầy vô trong đây tìm mộ của mình. Mà cái hạnh của thầy người ta gọi là gì, hạnh đầu đà gì đó. Đầu đà. Đúng rồi. Thầy là thầy kia kiếm mà nghĩa trang đồ cái, thầy ngủ qua đêm á. Đi xe hơi ha, mang giày ba ta mà lại chỗ nào mà vắng rồi đó thầy ngủ qua đêm. Thầy mà vô tới trong Nam mà thấy mộ cụ Nam anh đi luôn cô chú anh chị ơi. Anh lại nghe anh nổi da gà cô chú anh chị, cái anh giờ anh đi luôn rồi, thắp hương cho chú luôn. Cảm ơn chị nha. Nhưng mà thầy mới ăn xong giờ anh lại anh cho nữa, thầy cũng không nhận rồi, thầy nó để ngày mai mới nhận tiếp. Uống rượu một cái nước thôi. Họ hai chị ta cũng giải này, bữa nay sáng mộ chú quá đó, trời trái cây luôn ha. Dịch đó, thầy không có đi ngoài được, thầy lên trên núi thì tu được. À, cái đêm thầy đó, cái gốc gác thầy từ đâu? Thầy hình như là ở Bà Lấy Cu rồi. Dạ. Ở trên phở bò có một cái phở bò tên của thầy là thầy Thích Minh Tuệ á, là được tạo cái bài đăng mà gần đây nhất là năm 2018 này, tức là chắc là từ cái bài đăng đó là thầy bắt đầu thầy đi xuất phát luôn, là thầy không còn đăng bài là 4 năm rồi, coi như là thầy cưỡi hết thuốc rồi ha, hết thuốc rồi, em cũng hai cái thuốc trong cái thùng này lấy ra, bữa đó đưa ba gói bỏ ngoài hết ba gói, con chỉ con
mà thầy đi đến đâu thầy cũng dạ. có chia sẻ là thầy chú thì có chú thì chị đốt cho chú chỉ, anh em nào còn thì đốt cho chú theo những dạ. Phật dạy thôi à, cho nên đó là bữa nay sáng là khán giả vào viếng đông hơn cô chú anh chị. Một trái cây rồi đến nè, giải nè, bữa nay giải bắt đầu chín rồi đó anh, giải vào mùa rồi đó. Có mùa này có chim chơm mấy cô chú anh chị. Có. Thì nó chuẩn bị là mùng 5 tháng 5 là đầy đủ những cái trái cây luôn á, mít đồ, mít tú nữ rồi ha, mít rồi sầu riêng, chơm, măng cục, tất cả các loại trái cây. Bình thường mùng 5 tháng 5 là một cái lễ lớn, lễ lễ hội cái gì mà trái cây mà ở dưới không sông Bạch Đằng á, ngay chợ gà đi ra đó, lễ hội lớn lắm. Thường thường tổ chức cứ mùng 5 tháng 5 là lễ hội lớn, mình đi trước 1-2 ngày là vẫn có đông vui lắm. Nói chung từ đây tới Tết rồi mùng 5 tháng 5 nè. Giờ tới mùng 5 tháng 5 là khán giả về là cúng trái cây chú ăn mệt luôn á. Dạ, trái cây nhiều lắm. Trời ơi, quá trời quá trái cây luôn. Trái nào cũng có luôn. Lúc mà đám 3 tháng 10, đám 3 tháng 10 ngày của chú anh chị rất là lớn luôn. Mấy cái đám đó, mấy bữa đó hay là khán giả đến viếng trái cây là quá nhiều luôn. Mà mâm thì không biết cho để luôn cô chú anh chị. Nhớ là thì anh lớn vô tới kìa. Lớn đâu? Đó. Anh lớn ơi, sao anh dựng xe qua đó? Rồi. Hồi nãy bảo vệ mà đem xe vô đây rồi đó. Anh để bên đó hả? Chiếc xe anh đâu? Ồ, nên anh đổi chỗ ha. Bỏ đây luôn ha. Đây chị. Còn nhiều không? Cho đâu bỏ. Còn cũng nhiều thì mà bữa nay anh đi không có ha, không thì để đây. Mà để đây mình phải nhìn chứ. Để mắt không có đốt cho chúng. Hồi tới đây anh cái hả? Video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem anh kênh có... Ông làm gì? Buổi sáng tốt lành nha.